đến cái tầm này rồi, đố bạn nào mà vẫn còn không biết cái cô gái mặc bộ quần áo váy vàng này đấy. Bạn nào mà không có tiền hay là thiếu tiền hay là cần rất là nhiều tiền thì cứ tới gặp cái bạn gái màu vàng này nhá. Thằng hàng xóm này, mày đang hết tiền đúng không? Mày có muốn có thật là nhiều tiền không? Có, muốn. Ok. Trước hết, nó phải học cách ăn đạn á. Trời ơi, Squid Game hot thực sự luôn, hot từ bên ngoài mạng xã hội vào tới tận trong game Roblox này luôn. Mấy bạn hãy xem đây. Ui, đông chưa. Các bạn có biết lúc chưa mà vào thằng chơi game ấy là tận 60-70 nghìn người chơi game này không? Kinh khủng khiếp luôn. Có khi đông quá và còn đợi hàng chờ luôn, không phải được chơi game luôn ấy. Đằng sau của thằng đây là cái khung cảnh hàng trăm chiếc giường để nghỉ ngơi khi mà bắt đầu một cái trò chơi mới. Bạn nào mà xem phim là các bạn sẽ biết những cái khung cảnh này luôn. Uầy, bên cả bên này. Uầy, cái ông mà quản lý game này, cái người quản lý game này tại sao lại mặc bộ quần áo màu xanh này nhỉ? Tất các bạn nhỉ? Hình như cái người này là người trao phần thưởng sang này mấy bạn ơi. Để thằng thứ hai cái túi tiền ở trên bàn. Đáng nhiên là cái ông này phải mặc bộ quần áo màu đỏ chứ. Ở đằng sau đây. Đây, bên này cũng có người quản lý game nhưng mà cái ông ta lại mặc cái bộ quần áo màu hồng. Trời ơi, sao lại mặc bộ quần áo màu hồng? Rõ ràng là thắng xem phim cái người quản lý game là mặc bộ quần áo màu đỏ mà sao mà đeo mặt là tam giác vuông tròn mà. Như kiểu là tam giác, như kiểu ngày xưa là học chữ tiếng Việt mà tam giác vuông tròn này. Bên này là cái gì đây? Như kiểu bên này là một team này, hai team này, cộng ba team này. Thắng thử đi vào xem nào. À, mất tiền để mua thêm mạng này, kiểu như mua thêm lượt chơi khi mà chúng ta chơi. Nhưng mà thời gian sao không đếm nhỉ? Sao lại không giây không không này còn đây thứ nhất nhỏ. Thôi, thằng nghĩ là bây giờ thằng lên bắt đầu trò chơi thôi mấy bạn ơi. Đúng 20 phút rồi chưa vô nữa. Đó, thấy chưa? Oh my god, kiểu như là game đông quá không tới lượt rồi. Thằng nghĩ là khéo bây giờ thằng vào là cũng không được chơi đâu. Để xem nào. Trời ơi mấy bạn ơi, công nhận thật. Không giây không không rồi mà không được chơi này. Thằng nghe chắc phải tầm 5-10 phút luôn đã mới được chơi luôn. Mấy bạn này cũng kêu luôn, chỗ này đến 100 bạn luôn, đông nghịt luôn. Sợ thiệt sự luôn. Thằng chưa từng chơi cái game Roblox nào mà vào pháo đây đông nghịt như thế này luôn đấy. Đúng kiểu là chơi cùng với 500 anh em Roblox đi chơi thử thách Squid Game. Đây rồi. Thời gian bắt đầu đếm ngược rồi. Như vậy là sẽ hết 1 phút 20 giây, 1 phút 19 giây là thằng sẽ được vô chơi nha mấy bạn nha. Các bạn có nghe tiếng súng không? Tiếng súng đó, tiếng súng là những cái người chơi bị loại ra đấy. Tròn, tam giác vuông, vào đây. Chuẩn bị bắt đầu trò chơi rồi mấy bạn ơi. Chuẩn bị bắt đầu. Ôi, rồi ôi, đông chưa. Kiểu như 1.000 anh em luôn chứ không phải là 500 anh em nữa. Thằng chưa từng ngỏ, trời game gì mà đông như này luôn. Bây giờ là cái đồng hồ bên cạnh này nó đang đếm ngược đây này. 18 giây, 17 giây, 16 giây đến 0 giây là bọn thằng sẽ bắt đầu. Và ở trước mặt kia là có một cô bé mặc bộ quần áo màu vàng. Và nó sẽ nói cái gì nhỉ? Nó quên mất tiêu rồi. Nhưng mà nó sẽ quay mặt lại. Nó quay mặt lại nó nhìn xem là mà ai cử động là sẽ bắt người đấy nhá. 3, 2, 1. Let go. Đó. Trời ơi, thắng họ rồi nhưng mà thắng định nhảy một phát lên, thế là thắng bị luôn. Nói, kém quá. Tự nhiên bị loại đầu tiên luôn. Tại là thắng không nhớ cái câu thần chú của cái cô bé đấy. Cái gì mà Ohayoa, cái gì mà quý cha là dừng lại đúng cái chữ cha đấy. Nói, bây giờ phải đợi hết 1 phút 56 giây này. Ôi, bắt đầu. Tròn tam giác vuông. Rồi, lần này là nhất định. Các bạn nhớ nha, chơi cái trò là phải bật loa lên để nghe tiếng cô bé nói thì mới dừng được. Oh my god, mấy bạn ơi đừng có nhảy nữa. Trời ơi. Trời ơi, nhiều bạn VIP lắm nha. Mà bộ quần áo đặc trưng thằng nghĩ là đến mùa đông năm nay là cái bộ quần áo này sẽ kiểu như hot trend luôn mấy bạn ơi. 10 9 8. Ô, sao bạn kia mặc cái bộ áo choàng cái này, các bạn này, cái bộ bạn kia mặc bộ áo choàng trắng lên người được kìa. Tăng nhất tất cả mọi người phải mặc quần áo giống nhau chứ. Rồi, let go. Đó. Wow, may quá thằng thoát rồi mấy bạn ơi. Hạ tiếp. Hoa. Họ. Ui. Ha ha. Có hai bạn bên tay phải đang bị vừa bị ngất xong kìa. Ui. Họ. Trời ơi, thằng họ sớm quá, thằng về bét đi này. Không có ai thiệt mạng luôn.
Ôi giời ơi, bạn trước kia chưa gì mà đã chạy. Wow, hai người, bốn người, năm người luôn bạn ơi. Rồi còn rất là ít đối thủ luôn. Họ, wow, kiểu như cái cô bé này hát càng càng, trời ơi, hát càng ngày càng nhanh luôn của hai bạn. Họ, ui ôi, có hai bạn bên tay trái kìa, nghèo rồi. Luôn. Wow. Oh my god, không ngờ thắng. Trời ơi, luôn. Au! Trời ơi, thằng Minh chưa vào tới đích kìa, còn một chút xíu nữa. Rồi. Rồi, cuối cùng đã vào tới đích rồi, còn bao nhiêu bạn đây? Còn 1 2 3 4 5 6. Không có bạn nào bị thiệt mạng luôn. Không có bạn. Ui giời ơi, về gần tới đích rồi mà còn đấy bị thiệt mạng kìa. Còn ba người, cố lên ba bạn ơi, cố lên. À đây, nhân tiện review cho bạn xem cái cô bé này. Ui, mấy bạn kia nhảy được lên tận cái cô bé. Ôi, cái cô bé này lại đeo mặt nạ lại che mặt lại không giống trong phim. Trong phim người ta để lỡ ra một cô bé cơ tiên còn đeo mặt lại nhìn sợ ơn. Còn một người, bạn ơi, cố lên. Rồi, win game. Không biết còn bao nhiêu người thắng quên không đến là còn bao nhiêu người rồi. Thôi bây giờ, ui, nhanh. Wow, đồng thiệt sự luôn mấy bạn ơi. Lên nào. Rồi, bắt đầu ván thứ hai. May mà là người ta không bắt chơi cái trò mà tách kẹo đường xa. Wow, cái trò đấy phải cần sự kiên nhẫn cơ. Tách kiểu gì ra, thắng vào chơi thì thắng bị bắn đầu tiên luôn. 16, 15, 14. Mình là mình thích, sao mấy bạn này cứ thích đi ở giữa nhỉ? Thắng cũng đang bảo là thằng cũng thích đi ở giữa. Đi ở giữa thì nhìn được mấy bạn bị nghéo rõ hơn. Ui, đồng chưa? Mẹ này, đồng chưa? 3, 2, 1. Chạy thôi. Thắng đang dẫn đầu nhé. Dạ. Wow, 2, 4, 6 bạn, trời ơi. Trời ơi, đã hát đâu? Chưa cả hát mà mấy bạn ấy đã chạy rồi. Đó, ui, bạn tóc đỏ kia, tóc cam kia hơn thắng rồi. Rồi xong mấy bạn ơi, mấy bạn vĩnh biệt mấy bạn rồi. Họ, ui, đừng có thắng. Ui, mày quá. Hát đi, rồi. Thắng, ui, mấy bạn kia, trời ơi, hai bạn rồi. À, luôn. Ôi, thôi giời ơi, thôi xong thắng rồi. Trời ơi, ván này suýt nữa về đầu thế là bị bắt luôn. Rồi. Ván mới. Ván này thắng nhất quyết giành top 1 hoặc là top 2 hoặc là top 3 gì đấy mới được mấy bạn ơi. Bắt đầu. Đấy, sao tất cả các bạn ở trong này toàn xanh ở giữa thôi. Đây, cái bạn này, cái bạn đó ấy. Đấy, cái bạn này. Lúc đây gặp cái bạn này rồi, bây giờ lại gặp lại cái bạn này luôn. Hay là cái skin khác sao? À, đúng rồi, vẫn là cái bạn này mà. Nói chung là vẫn là mấy cái bạn này. Rồi, ôi, bao nhiêu? 10 rồi, 10, 9, 8, 7, 6. Đồng thế nhở? Mấy bạn ơi, cứ từ thôi. Bình tĩnh từ từ thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Chạy. Uaaaay. Ui dùi ui, 5 bạn, 6 bạn, 7 bạn. Trời ơi. Rồi bạn kia tí thì nghèo luôn. Wow. Họ luôn. Hay chưa, hai bạn bên tay phải bị nghèo rồi. Ôi dồi ôi, đã hát đâu, mấy bạn đã chạy rồi. Họ, hay quá. Hát đi, hát tiếp đi bạn ơi. Rồi. Ủa, họ không có bạn nào ở bên cạnh thắng bị nghèo cả. Rồi hát tiếp. Họ, ui, khéo có nguy cơ là tôi về thứ tư này. Thôi xong. Ôi, thằng đang xếp thứ hai rồi ơi, bạn đằng sau mình. Họ, ôi. Về thứ hai luôn, vật nhất luôn. Yeah. Rồi bây giờ xem tất cả các bạn chơi nè. Ý, hai bạn. Trời ơi, bạn kia về tới đỉnh rồi là còn bị nữa.
Rồi rồi, tất cả đều hoàn thành nhiệm vụ, còn duy nhất bạn này này. Còn duy nhất bạn này. Về đi, về đi, về đi. Về rồi, ok, hay rồi. Thắng về đích thứ hai là thứ nhất đi. Nhưng mà không tính, nói chung là thứ nhất hai là vẫn ok rồi. Rồi ok ok, hay quá hay quá. Rồi. Ván này sẽ nhất quyết giành top một lần nữa nha. Nhưng mà các bạn phải đẩy dây đây, chạy luôn. Hết giây phát là chạy đầu luôn, chạy đầu luôn. Không cho ai chạy đầu hết. Đúng đấy nhở. Sao ở rìa không chạy mà cứ thích chạy ở giữa giúp mình ta. Wow, các bạn xe 9 8 7 6 5 4 3 nhảy trước 2 1 chạy lao. Ui. Wow. Ui may quá không có thắng. Ui giời ơi. Hát đi. Rồi. Ê. Họ. Thôi xong, bạn kia chạy quá thắng là ngồi luôn, nghèo luôn. Ôi ôi, chưa hát mà đã chạy là cũng bị luôn nhá. Quá. Ui may quá thì họ kịp quá ơi. 0,5 giây nữa thôi là thắng bị nghèo rồi. Họ luôn an toàn nhá, an toàn họ luôn. Họ trước 1 giây là cũng được ok rồi. Ôi, trời ơi, may quá, suýt nữa là tao bị luôn. Rồi, chạy. Họ luôn, đằng nào cũng sắp phải tới đích rồi. Hát đi, ôi, một bạn sắc leo tên kia. Rồi. Ui, yeah, ten. Top 1. Ui, giời ơi. Để xem các bạn nào. Không có bạn nào bị thiệt mạng lần hát này luôn. Hát tiếp một câu nữa nhá. Trời ơi, không có bạn. Ui rồi ôi, bạn nữ ơi. Thôi xong. Còn 4 người. Ui, có cả người ngoài hành tinh nữa kìa. Thôi xong, cái bạn về cuối kia. Luôn. Còn bạn bên này. Và thắng hoàn thành tách cũng cực kỳ là tốt luôn. 2 lần về top 1 luôn. Nói chung là cứ về tới đích là ngon rồi, là ok rồi, là sống sót rồi, là không bị bằng rồi. Thì cái video của thằng tới là kết thúc nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ là bye bye.